Tôi mua là 300 kg gạo là phát cho hộ nghèo, cho 7 chiếc xe Martin, xe đạp Martin, xe cũng còn 80%, 7 chiếc tôi tặng cho 7 đứa sinh viên. Rồi đứa cháu gái ở ngoài xã thì một á, nó chịu đường, nước tương, với muối. Hôm nay thì Phúc ở đây thì Phúc cũng thông tin đó là từ trước Tết cho đến sau Tết thì Phúc đã có một cái hoạt động thiện nguyện. Phúc đã gom được khoảng 5 thùng quần áo cũ, gọi là cũ thôi nhưng mà thực ra là vẫn còn sử dụng được rất là tốt nha chúng mình. Đúng rồi. À, thì trong hôm đó thì Phúc sẽ góp cái phần vật chất cũng nhỏ này vào trong Đúng rồi, cái chuyến phát để của chúng cho mình luôn. lao động này kia đồ. Và sức của các chú cháu thì cũng chỉ đến đó thôi. Và hy vọng khi mà mọi người biết đến cái buổi phát quà của chúng mình tổ chức thì có thể là đóng góp một ít gì đó về các nhu yếu phẩm khác, hoặc là về ủng hộ về tinh thần, về cái sức hôm đó ra phụ chú và phụ cách cho các chú cháu để buổi phát quà nó được diễn ra trọn vẹn hơn. Và hy vọng là từ đây đến đó cái số lượng phần quà để phát cho những người nghèo ở trong khu vực làng đại học có thể được gia tăng lên nhờ cái tấm lòng của mọi người. Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đến với video tiếp theo trên Nhân Chứng Channel. Mình là Nhân và hôm nay thì Nhân lại đang có mặt ở ngôi nhà 5 tỷ của chúng mình cô đơn. 5 tỷ hả chúng mình? 5 tỷ, nhà trước 3 tỷ, nhà 5 tỷ. Hôm nay đến đây thì có một tin cũng rất là nóng muốn gửi đến mọi người. Sau khi mà chúng mình dùng những cái tiền mà Mạnh Thường Quân và xã hội đã hỗ trợ cho chúng mình sau biến cố bị đốt nhà đốt xe thì chúng mình đã đến nay là đã hỗ trợ là tổng cộng là 5 chiếc hả chú Minh? 5 chiếc xe Honda. 5 chiếc xe Honda rồi, 5 chiếc xe Honda và 2 chiếc là cho người lao động nghèo, Đúng là chú hai chú ba. rồi. 3 chiếc còn lại là cho sinh viên nghèo, Đúng rồi. có hoàn cảnh khó khăn, không có phương tiện đi lại. Cùng với đó là 200 chiếc ruột xe, 200 cái Giỏ giỏ xe. xe để Đúng rồi. dành cho cái công tác là thiện nguyện vá miễn phí cho sinh viên người lao động nghèo ở trong khu vực làng đại học. Đúng rồi. Cùng với đó là chú đã mua một chiếc xe ba gác để chuyển trọ miễn phí cho sinh viên. Đúng. Thì tất cả số tiền đó là đều để phục vụ cho cái công tác thiện nguyện tiếp tục làm việc nghĩa ở làng đại học của chúng mình. Thì hôm nay chúng mình lại có thêm một hoạt động nữa. Đó là gì? Hôm nay chúng mình có thể chia sẻ cho mọi người nha chúng mình. Tôi mua là 300 kg gạo. Tôi bỏ tiền 3 triệu bạn. Tôi bỏ 3 triệu mua 300 kg gạo chủ nhật này là phát cho hộ nghèo. Cho 7 chiếc xe Martin, xe đạp Martin, xe cũng còn 80%, 7 chiếc là 6 triệu 7, tôi tặng cho 7 đứa sinh viên. Mà chủ nhật này đúng 2 giờ chiều tôi phát. Rồi đứa cháu gái ở ngoài xã thì một á, nó chịu đường, nước tương, với muối. Đứa cháu gái hồi đó là tôi chở đi học, học học từ lớp 7 lên tới 12 á. Nay nó cũng từ thiện, nó cũng muốn vô cái hội từ thiện là nó bỏ một phần nào giờ nhỏ nhỏ nho nhỏ vô là nước tương, bịch đường, bịch Vậy thì cơ bản là chú Minh cho 300 kg gạo muối. Ừ, đúng rồi. và Đứa cháu gái đi học lớp 12, tôi từ chở từ lớp 6 lớp 7 lên tới lớp 12 là nó nay nó tự nó cũng hùng cho một phần là nước tương. chú Minh chở xe ôm cho bé Đúng đó rồi, đi học hả đi chú? học À, từ lớp đó. 7 tới lớp 12 luôn và chở miễn phí luôn. Rồi đúng là nó hùng chà một chà nước tương với lại nữ lại đường với lại bịch muối Mỗi đó. mỗi một phần Đúng như rồi, đúng vậy rồi. á là sẽ được một chai nước tương, một Nước ký đường đường muối. là cô có phần nhỏ gái, giờ chỉ còn phần mì gói với dầu ăn thôi. Vậy thì như chú cháu mình thống nhất thì con cũng sẽ có một Tôi cái đưa tiền phần hết hỗ trơn rồi, trợ. tôi đưa tiền hết trơn rồi, đưa tiền gạo hết toàn bộ hết trơn rồi, chia ra một phần 10 kg, 30 phần. Rồi mình sẽ dự kiến thì mình sẽ phát từ lúc 2 giờ chiều ngày chủ nhật Đúng rồi, ngày 2 chiều. 23 tháng 2 Đúng rồi, hả chú Minh. 2 giờ Địa chiều. điểm phát sẽ là ở Ngay ngã tư quốc phòng. ngay ngã tư quốc phòng. Ngay chỗ còn tôi. phiếu thì mình sẽ phát như thế nào hả chú Minh? Phiếu cái đó là nhỏ học sinh này nó phát những hộ nghèo. Một người phát một ngưỡng phiếu, ngưỡng phiếu người hộ nào nghèo. Phát ngưỡng phiếu dân lao động, nhà trọ nào quá. Những gia đình khó khăn phát một ngưỡng phiếu để lãnh gạo. Như nhà trọ đồ gia đình khó khăn quê xa để một phần gạo 10 kg là cho dầu ăn với thùng mì cho nước tương Cái em đó là tên gì hả chúng mình? Thảo.
Thảo, tên Thảo, ở ngã tư 621. À, ngã ba 621. À, ngã ba 621. Có số thọ nó nè. Dạ. Để tôi chú điện nó kêu vô. Nó cũng từ thiện cũng nhiều lắm. À, hôm nay đến đây cùng với Nhân thì có bạn Phúc. À, chú Minh thì chắc là nhớ Phúc rồi. Ngày xưa, rồi, dạ đúng rồi 3-4 năm rồi. Ngày xưa thì Nhân á là đã viết cho chú Minh một cái bài báo để cho mọi người biết về cuộc sống nghĩa hiệp của chú Minh. Dạ, ngày xưa thì viết trên báo. Thì Phúc á là một người bạn đã chung cấp 3 với Nhân từ lâu rồi và lên đại học cũng ở chung. Thì sau đó thì Phúc, chính Phúc á là người đã đứng ra để quyên góp để có những cái nhu yếu phẩm, những cái đồ cần thiết cho chú Minh, và đặc biệt là một chiếc xe máy cũng đã tặng cho chú Minh trong thời gian đó. À, thì đó là những cái món quà đầu tiên trên cái đồng hành cùng cái con đường nghĩa hiệp của chú Minh. Thì chắc là chú Minh cũng nhớ Phúc. Thì hôm nay Phúc cũng ra thăm chú Minh. À, khi mà Phúc biết được là chú Minh cũng sắp sẽ có một cái buổi phát quà rất là lớn này. Đúng rồi. Thì đặc biệt luôn. Dạ đặc biệt luôn, rất đặc biệt. À, thì giống như là lá lành mình đùm. Đúng rồi. Lá rách mình đùm cái lá nát hơn nữa ha chú Minh. Nếu mà tặng cho hợp không mà 30 chiếc nó thôi nó giận. À dạ dạ. Nó đỡ hư xe là 1-2 là đi là học nó đỡ hư. À. Thì hôm nay thì Phúc ở đây thì Phúc cũng thông tin là từ trước Tết cho đến sau Tết thì Phúc có kinh doanh một cái nhà, thì một cái nhà cho thuê. Thì Phúc đã có một cái hoạt động thiện nguyện, Phúc đã gom được khoảng 5 thùng quần áo cũ, gọi là cũ thôi nhưng mà thực ra là vẫn còn sử dụng được rất là tốt nha chú Minh. Thì 5 thùng là rất là nhiều quần áo. Thì trong hôm đó thì Phúc sẽ góp cái phần vật chất cũng nhỏ này vào trong cái chuyến phát của chú Minh luôn. Dạ. Hộ nghèo. Thì chắc hôm đó là Phúc sẽ để một cái xào quần áo ở đó ha, cho mọi người có thể lấy những cái quần áo phù hợp. Con tính á thì cái chương trình của chú diễn ra thì con ké một mớ quần áo nó vô, con sẽ đem một cái cây xào ra con để đó. Rồi mấy cái quần áo thì con sẽ chở ra, mình sẽ móc vô cái móc mình trên máy lên trên xào đó. Thì chú thấy ai mà đi ngang mà mấy bạn hay là mấy cái cô chú lao động hoàn cảnh khó khăn á thì chú cứ kêu người ta vô chú gửi giùm con ha, để cứ để cho người ta lựa cái nào mà người ta mặc vừa thì cứ lấy rồi. Rồi cứ để đó phát, nếu như mà không hết á thì con về con sẽ gửi thêm cho một số chỗ khác cho chuyển đi vùng sâu vùng xa hơn. Nhưng mà trên tinh thần ngày chủ nhật này ở đây có đông người làm chương trình á thì con gửi ở đây thử coi nó có đến được tay của mọi người cần thiết hay không. Thì có gì chú nhìn giùm con ha. Biết cái nào phải ra đó chứ. Dạ, okay. Không ai. Và nếu như mà hôm hôm đó thì Phúc nếu như có rảnh á thì cũng ra để chung tay với chú Minh luôn, tức là mình ở đó mình phải hỗ trợ chứ. Okay. Để chủ nhà đông người họ lại thì cũng này kia có mình giúp nhau thì đúng nó rồi, cũng tiện hơn. Hôm đó là con trở ra thì con sẽ phụ tại chuyến này là phát gạo tùm lum, thóc xe tùm lum. Dạ. Xe mấy đứa sinh viên không có rồi nó nhói giùm chừng mình cũng được, cũng đỡ một phần đó. Tại hẹn 2 giờ là mình phải 3 giờ mình đi phát cho tụi nó. Dạ. Tại vì phát gạo chứ đi phát xe sao. Xe thì lần này chú tính phát cho mấy bạn sinh viên hay là sinh viên không? Sinh viên. À. Sinh viên rồi giờ đăng ký 2-3 người rồi. Sinh viên người. Của đại học quốc gia rồi, học ở đâu cũng được, là sinh viên là có cái hội sinh viên nghèo. Một lúc sinh viên nhầm lưới đi bộ không? Thực ra nghe cái hoạt động này thì thấy rất là tốt, nhưng mà mọi người thì ai cũng lo cho chú Minh á, là không có quan trọng. Mọi người đã hỗ trợ tiền để cho chú Minh trang trải về cái cuộc sống, nhưng mà chú Minh làm từ thiện quá nhiều như vậy, mọi người cũng sẽ lo rất lo luôn. Có căn nhà 5 tỷ mà không có gì bán căn nhà này hả? Cầm đỡ 2 tỷ rưỡi. Cầm hả? Cầm 2 tỷ rưỡi. Chú mua đồ bán xong xuôi hết thì vậy giờ trong túi còn tiền không? Không còn đồng nào hết. Vậy rồi dứt điểm luôn. Rồi mốt về lỡ có bệnh hoạn, không có bệnh hoạn gì hết, trời xanh trời nuôi mà ông bệnh hoạn, có gì cầm cái nhà này 2 tỷ rưỡi. Chú Minh nói là tiền của xã hội giúp chú thì chú phải giúp lại cho xã hội. Đúng và rồi. Giờ giúp có khuyên chú luôn. Thì giờ cũng không được. Rồi thôi bây giờ chú cháu mình ra ngoài kia để giới thiệu cho mọi người là cái địa điểm phát sẽ là cái chỗ mà làm việc của chú Minh ha. Rồi. Dạ. Và bây giờ thì mấy chú cháu đã có mặt tại nơi làm việc quen thuộc của chú Minh nha mọi người, ở góc ngã tư Quốc Phòng. Nơi mà chú bơm vá xe miễn phí, thay ruột miễn phí cho sinh viên và người lao động nghèo ở đây. À, và đây chắc là những chiếc xe đạp mà bữa đó mình sẽ trao hả chú Minh? Đúng, này gần 2 giờ. Dạ. Ở đây thì có, như chú Minh thông tin khi nãy thì sẽ có 7 chiếc xe đạp. 7 chiếc xe đạp cũng thuộc dạng là mới, còn mới 80%. À, để hỗ trợ cho những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.
và sẽ có 7 sinh viên may mắn được tặng 7 chiếc xe này để đi lại, có thể tự do đi lại, thuận tiện cho việc đi học, đi làm thêm chẳng hạn. Thì với những sinh viên mà có hoàn cảnh khó khăn, miếng ăn, manh áo còn không đủ, thì những chiếc xe này thực sự sẽ là một những cái món quà rất là quý giá ha mọi người. Và như chú Minh cũng thông tin thì đây sẽ là một bạn sẽ hỗ trợ cho chú Minh ở trong cái công tác thiện nguyện lần này. Rồi chào em là tên gì ha? Dạ, em tên Thảo. À, tên Thảo. Hồi nãy chú Minh cũng có nói là ngày xưa thì chú Minh có chở em đi học hả? Dạ đúng rồi, chở em từ năm 6 đến lớp 12. Rồi giờ em thấy ông Minh làm việc thiện như vậy thì em thấy tốt, nên là em góp một phần nhỏ nhỏ. Là khi mà biết chú Minh là có cái hoạt động là sẽ phát quà miễn phí ở đây thì em sẽ hỗ trợ, và như chú Minh nói khi nãy thì em sẽ hỗ trợ về muối, gạo và nước tương. Mỗi phần em sẽ hỗ trợ muối, gạo, nước tương. Rồi hôm đó là mình sẽ ra đây mình phụ cho chú luôn hả? Dạ. Không, muối, đường hả con? Muối, đường, muối luôn. Muối, đường với lại muối, đường, nước tương. Rối hết trơn, quay phim cái rối hết à. Muối, đường, nước tương, gạo là ông Minh. Quên đúng rồi, gạo là ông Minh. Dạ, yeah. Kêu bằng ông lần hả chú Minh? Dạ. Những cái phiếu là do em in hả? Dạ đúng rồi, em làm xong rồi mai em đưa cho ông Minh. Làm phiếu luôn. In những cái phiếu sau đó ký tên hay gì đó vô đó rồi mình sẽ phát cho bà con nghèo. Thì không biết là những cái trường hợp nghèo đó thì ở đâu em biết? Dạ. Những hộ nghèo ở khu vực này. Ở gần đây là nhiều lắm anh. Ừ. Nên mình cũng biết, cho mình sống ở đây cho nên mình biết rất nhiều. Dạ đúng rồi. Vậy thì tổng cộng sẽ có 30 phần quà. Và hôm đó thì In 100 phiếu nữa kìa. Đợi mới mốt, còn mới mốt nữa. Dạ. In 100 phiếu trước. Nếu ký tên hay đóng dấu gì của em vô nha. Có chứ. Rồi như vậy thì quá vui rồi. Xin vậy. Không? Xin không? Xin không? Xin chứ. Xin mà còn cái làm Thảo con. Cái gì Thảo? Không có cười nha. Dạ. Yeah. Rồi như vậy. Thảo nha. Dạ dạ. Vậy thì rất là quý rồi, có được sự hỗ trợ của em Thảo ở đây. Bạn Phúc thì sẽ hỗ trợ về quần áo cũ và sẽ góp sức ở đây để phụ chú Minh hôm đó. Thì bản thân con thì chắc cũng sẽ có những cái hỗ trợ, nhưng mà tạm thời bây giờ thì con cũng chưa biết là sẽ hỗ trợ về cái gì. Bởi vì khi mà con đăng tải cái này lên thì con biết là chắc chắn là mọi người sẽ chung tay với chú Minh. Nếu như mà mọi người không góp về vật chất thì mọi người sẽ góp về cái công đến đây để phụ chú Minh hoặc là ủng hộ tinh thần gì đó. Thì cũng rất mong mọi người khi mà xem được video này thì sẽ có những cái tùy tâm ủng hộ và đồng hành cùng chú Minh. Thì để xem trong vài ngày nữa, nếu như mà gói là dầu ăn là chú Nghi. Dạ. Để cho trưa chiều tôi để cho chú Nghi. Được, dạ dạ. Tôi để cho chú Nhan. Nếu như cái đó được nữa thì quá tốt. Thì con sẽ đợi tình hình trong vài hôm nữa đi. Rồi nếu như mà những cái nhu yếu phẩm nào mà còn cần thiết mọi người chưa ủng hộ được á, thì có thể là con sẽ cố gắng con lo thêm phần đó để đồng hành cùng chú Minh luôn. Thì cũng thông tin với mọi người như vậy. Và nhắc lại cái giờ phát quà sẽ là 2 giờ chiều ngày 23 tháng 2. Và ngay tại đây luôn, ngay tại vị trí mà chú Minh sẽ ngã tư quốc phòng, nơi làm việc quen thuộc của chú Minh luôn. Đó là bà con nào mà có thấy thiếu thốn quần áo thì có thể ra đây nhận quần áo về thử, rồi cái nào mình mặc vừa thì mình đem về mình sử dụng. Rồi những cái đó thì mọi người có thể lấy một cách thoải mái. Còn như những cái phần quà của chú Minh ở đây thì chú Minh đã chuẩn bị sẵn và có những cái phiếu. Thì những cái phần quà đó sẽ dành cho những người khó khăn mà chú Minh và bạn Thảo ở đây đã phát phiếu trước. Thì hôm đó chỉ cần cầm phiếu tới và nhận quà. Nói chung thì những cái về cái phần mà quần áo cũ của bạn Phúc á, thì mọi người có thể đến để chọn cho mình những cái đồ dùng cần thiết để mang về. Chứ không nhất thiết là phải có phiếu của chú Minh. Đó sẽ là một cái phần hỗ trợ thêm của bạn Phúc ha. Có lẽ là những cái quần áo đó thì mọi người sẽ rất cần thôi. Những người sinh viên nghèo này kia hoặc là những người dân có hoàn cảnh khó khăn thì chắc chắn là sẽ rất cần những cái đó. Có thể là mấy anh chị cô bác xem cái clip này thì có thể là không có điều kiện hơn, không cần những quần áo đó, nhưng mà anh chị có thể share cái clip, cái thông tin này đến cho nhiều người có hoàn cảnh khó khăn hơn.
có một bạn sinh viên thì đã được chú Minh chọn để tặng xe và chú Minh cũng vừa gọi bạn ấy ra đây. Thì tụi nhân cũng có gợi ý cho chú là cũng nên ra để trò chuyện với các bạn một vài câu để xem sự chân thật và để xem chú mình có tặng đúng người hay không á mà mọi người. Chứ cũng không phải là có ý gì. Thì bây giờ bạn ấy đang ở đây, chú Minh cũng đang trò chuyện sơ với bạn ấy nè để biết một ít thông tin thôi. Con suy nghĩ là kỹ rồi nha, tại con nha. Chú không biết á. Em tên Vi hả? Rồi mình biết thông tin là chú Minh sẽ tặng xe cho nên mình cũng khó khăn và mình đăng ký để có phương tiện đi lại đúng không em? Dạ đúng rồi, tại em đi học bằng xe đạp. Đi học xe đạp hả? Trước đó em có chiếc xe nào chưa? Dạ có một chiếc nhưng mà bị mất rồi ạ. Bị mất rồi hả? Bị trộm hả em? Dạ em cũng không biết nữa, tại vì em bỏ ở sau tòa cái Tết xong lại thấy nó. Vậy hả? Rồi bây giờ thì mình không có phương tiện để đi lại. Em học trường nào? Dạ kinh tế luật. Kinh tế luật hả? Rồi chủ nhật này sẽ nhận xe ha. Giờ có chọn được một chiếc ưng ý rồi thì chúng mình sẽ chừa chiếc đó lại. Em cũng khóa lại cẩn thận nha em. Em ở khu B, em đi học ở bên kinh tế luật hả? Dạ đúng rồi. Là đi cái đường băng, cái đường. Vậy thì đi xe đạp nó cũng tiện, nó cũng phù hợp. Vậy đây là bạn Tường Vi, bạn sinh viên đầu tiên là được chú Minh chọn tặng ha chú Minh. Và còn khoảng 6 chiếc nữa thì đang chờ đợi để chọn luôn và chủ nhật sẽ trao một lượt. Con suy nghĩ kỹ nha. Và đây chính là số đồ mà khi nãy Nhân và Phúc cũng đã có nói. Đây là số quần áo cũ đã được đóng thùng rất là gọn gàng ở đây, rất là nhiều nha mọi người, đến 5 thùng lận. Thì đang được để tại nhà trọ của Nhân và Phúc và chủ nhật sẽ chuyển ra để phát cho những người lao động nghèo trong buổi phát quà của chú Minh luôn. Và sức của các chú cháu thì cũng chỉ đến đó thôi. Và hy vọng khi mà mọi người biết đến cái buổi phát quà của chú Minh tổ chức thì có thể là đóng góp một ít gì đó về các nhu yếu phẩm khác, hoặc là về ủng hộ về tinh thần, về cái sức hôm đó ra phụ chú và phụ cách cho các chú cháu để buổi phát quà nó được diễn ra trọn vẹn hơn. Và hy vọng là từ đây đến đó cái số lượng phần quà để phát cho những người nghèo ở trong khu vực làng đại học có thể được gia tăng lên nhờ cái tấm lòng của mọi người. Mọi thông tin liên hệ thì mọi người có thể gọi trực tiếp cho chú Minh qua số là 0812334466 hoặc là gọi cho Nhân thông qua kênh Nhân Chứng Channel. Số điện thoại của Nhân là 0833797997 nha mọi người. Rồi cảm ơn mọi người đã theo dõi video và Nhân cũng thông tin trước với mọi người về dự kiến một buổi phát quà như vậy. Mọi thông tin mọi người có thể tiếp tục cập nhật ở trên kênh Nhân Chứng Channel của Nhân để có những cái thông tin mới, Nhân sẽ thông tin ở trên đó. Rồi cảm ơn mọi người đã theo dõi video và hẹn gặp lại mọi người ở video lần sau.